Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc các nhỏ tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất hôm nay từ thiện bảy trao một phần quà của gia đình Lưu Dương Văn ở Hoa Kỳ, hỗ trợ cho bà con khó khăn, và đặc biệt hôm nay lò bánh hai hương cho mỗi một phần như 5 ổ mì 30 hộ, mỗi hộ 5 ổ mì. Thay mặt người nghèo cũng xin cảm ơn gia đình Lưu Dương Văn và lò bánh mì hai hương. Chúc cho quý vị được sức khỏe. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Cảm ơn quý vị xem chương trình này.